Chào mừng quý vị đã quay trở lại với series tìm hiểu sản phẩm Inas. Và ngày hôm nay, hãy cùng nhau tìm hiểu về sản phẩm sen tay. Các sản phẩm sen tay của Inas thì đều được thiết kế với ba sen rộng, các tiêu phun lớn sẽ giúp người sử dụng thoải mái, thư giãn. Kèm với đó, các sản phẩm được sử dụng chất liệu nhựa PP mang lại độ bền sáng cao cũng như thân thiện với người sử dụng. Bên ngoài sản phẩm được mạ một lớp Niken Chrome mang lại độ bền sáng cho sản phẩm. Sen tay của Inas được chia làm 3 loại chính: sen tay 1 chế độ, sen tay đa chế độ, sen tay tăng áp sử dụng trong khu vực có điều kiện áp lực nước thấp. Đối với khách hàng ưa thích việc tắm rửa đơn giản và nhanh chóng thì sen tay 1 chế độ là sự lựa chọn hoàn hảo. Thiết kế đẹp cùng với các tia nước phun đều sẽ mang lại cảm giác thoải mái cho khách hàng. Còn nếu bạn muốn tận hưởng trong làn nước thư giãn thì hãy lựa chọn một chiếc sen tay đa chế độ với chức năng massage, phun xương và chế độ tia Z phun mạnh mẽ sẽ mang tới nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Trong điều kiện áp lực nước tại gia đình bạn yếu, tay sen thông thường khó có thể phun rửa hiệu quả. Tia nước yếu sẽ làm cho trải nghiệm tắm của bạn bị khó chịu. Tay sen tăng áp Aqua Power của Inas có thể sử dụng hiệu quả ngay cả trong điều kiện áp lực nước thấp. Với các đầu phun nhỏ giúp tăng áp lực, tia nước sẽ trở nên mạnh và phun rộng hơn. Thông thường, sau một thời gian sử dụng, các đầu vòi phun sẽ bị các chất cặn bẩn bám vào và gây tắc nghẽn đầu phun. Để giải quyết vấn đề này, về mặt tay sen Aqua Power có thể dễ dàng tháo ra để vệ sinh nhanh chóng. Các đầu phun nhỏ còn giúp chúng ta tiết kiệm nước, giữ nhiệt độ ổn định và tiết kiệm năng lượng tốt hơn so với tay sen thông thường. Đi kèm với tay sen chính là dây sen. Hiện tại thì có là hai loại dây sen chính. Một là dây sen truyền thống, hai là dây sen phủ bạc mới. Không chỉ đem lại thiết kế sang trọng mà còn hạn chế việc xoắn dây khi sử dụng. Hiện tại, các mẫu sen tay của Inas đều đang bán lẻ trên thị trường. Nếu quý vị đang muốn thay thế các sản phẩm sen tay của gia đình thì hãy đến các đại lý Inas gần nhất để tham khảo thông tin sản phẩm. Còn bây giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại!